kênh Hoàng Hồng Vlog. Hôm nay thì buổi tối hôm nay á thì mình đi ra mua gà ủ muối qua tiêu, gà ủ muối quay luôn. Tiêu á thì là có tên là Hoàng Phát á các bạn, nằm ở dưới giống cầu Bảy Nhào. Dạ, đây phía trước mặt các bạn đó là cầu Bảy Nhào ha. Dạ, có địa chỉ á là 103 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức ha các bạn. Hoàng Phát đó các bạn, đây có số điện thoại luôn, các bạn có thể đặt hàng qua số điện thoại. Đây là gà muối quay lu nè các bạn, gà ủ muối quay lu, ủ muối qua tiêu, ủ muối quay lu nó khác nhau gì anh? Khác, cách ủ của anh này là bọn người Ukraine. Của Ukraine. Dạ. Gà chế biến của các bạn đó là cơm lam đó các bạn, cơm lam đây mình thấy có một tim nè. Con này 180, con này 250. Tại sao con này là gà gì anh? Con này là gà máy dầu, hàng ngày mình đi bắt gà kia, có con nào con đấy nó cao. À, gà máy dầu. Dạ. Đây là ủ muối ba tiêu luôn. Làm hai hàm anh bán 200 mấy? 250. 250, còn con này? Con này 180. Con này 180, 180 nó không có đầu. Gà này là cũng gà ủ muối ba tiêu luôn. Cái này là ủ muối ba tiêu, đều ủ muối của Đức hết. Dạ. Thì cả gà kia muối của Đức hết. Của Đức luôn anh. Dạ. Dạ, còn đây là gà ủ muối quay lu nè các bạn. Gà ủ muối quay lu ở đây bán 200 con. 200 con đúng không anh? À, có cơm lam đang bán nhiêu ngon? Cơm lam ở đây bán nhiêu ngon? 13.000. 13.000 ấm hả các bạn? Cái cơm lam đó mình bán 13.000, ở đây là giá bỏ muối á. Dạ, giá bỏ muối. Dạ. Muối là gà này là gà ủ muối quay lu đây. Ừ. Con này bán nhiêu? 220. 220 hả? Dạ. Ở đây bán sáng chiều hay sao anh? Từ 9 giờ sáng tới 10 giờ tối. Dạ, 9 sáng đến 10 giờ tối. Dạ, ngày nào mình cũng bán vậy hả? Ngày nào mình bán. Còn con này lúc gà sống á là nó ký 7 đến ký 8. Ký 3 đến 1 ký 8. Ký 7 đến ký 8. Dạ. Còn bên phim mình quay xuống là còn khoảng nhiêu anh? Chắc nó còn ký 1 ký 2. Dạ dạ, ký 1 ký 2. Dạ, ở đây á các bạn. Ở đây á các bạn, anh tư vấn á, gà này thì mình để mình gặp gỡ bạn bè mình nhậu á thì ngon. Còn để mình ăn gia đình á thì mình ăn gà đó đó các bạn. Gà ủ muối quay luôn. Nói là muối luôn này, của công thức của Ukraine, cách làm của họ. Dạ. Dạ, đây mình thấy, em thấy có bán chân gà đó anh. Ừ. Chân gà này mình bán sao anh? 50.000 một bịch này, 50.000 một bịch này, 1 ký không? 1 ký không anh? Hơn 1 ký á. Hơn 1 ký luôn. Không, trừ sốt ra. Trừ sốt ra. Ừ, thì nó... Cái chân gà này là mình làm gì anh? Cái này là sốt cây của Hàn Quốc. Sốt cây của Hàn Quốc. Dạ, đây thì mình vô đình mua gà các bạn. Ở đây cô đang hâm lại cho gà mình được nóng á. Gà máy. Gà này gà máy anh? Gà máy, gà nai đó, nai chọi đó. Gà nai hả? Lai gà chọi. Lai gà chọi. À, cái mình thấy cục thịt gà nó không bị khô nữa các bạn. Đặc biệt không khô. Dạ. Thơm quá, thơm. Nó đặc trưng chỉ có mỗi mùi thơm của thịt gà với muối rồi đó. Dạ. Yeah. Yeah. Giới thiệu đây ngon lắm, em mấy lần em ra mua mà em chưa gì. Dạ, để em thử cục bạch. Đấy, em thử cục mang. Dạ, giờ hồi để nó cái nào thịt thịt em phái thịt thịt. Các bạn nhìn miếng gà, các bạn nhìn thèm đếm luôn, rất là thơm luôn các bạn. Đấy, em thử đi nè. Gà ngon lắm, thịt gà rẻ. Cắt lớp vừa các bạn, ngon. Chịu qua chịu món gà ủ muối. Ủ muối quay luôn nha. Chứ không phải là ủ muối quay qua tiêu. Ngon à. Kim chi này, nước chấm riêng của nó.
đây sốt chấm riêng này, sốt chấm riêng kim chi, rồi bây giờ kèm theo một con gà, khuyến mại một ổ bánh mì, khuyến mại một ổ bánh mì luôn. Dạ cảm ơn anh. Anh bán thêm một bịch kim chi nữa nha, em tính tiền. Nếu mình bán thêm thì mình bán sao anh? Kim chi á? Bán thêm thì mình bán 10.000 một bịch. Dạ 10.000 một bịch. Ừ, thôi cái này. Dạ kim chi này các bạn, anh bán thêm á thì anh bán cho 10.000 một bịch nữa hết các bạn. À cái này là anh cho mất công ăn hả anh? Đúng rồi, đúng rồi. Có hai ống cơm lam đó. Đúng rồi. Đây là muối mè. Muối mè. Cái này là muối mè các bạn. Muối mè. Bỏ thêm một bịch kim chi thêm nha. Dạ. Có chỗ ngồi trong bóng trúc, có chỗ ngồi trong bóng tre, cái này đóng tre đúng không anh? Tre. Đặc sản Tây Bắc thì họ là ống nứa. À đúng là ống nứa. Ở đây anh bán 13.000 không? 13.000. Dạ. Dạ, bạn nào mà thích ăn gà mà nướng lu quay, gà ủ muối quay lu á thì mình đến đây. Ở dưới chân cầu Bãi Nhảo các bạn. Thì mình tên là Hoàng Phát anh. Đúng rồi, mình là Hoàng Phát. Sỉ lẻ luôn. Sỉ thì rẻ lắm. Sỉ thì nếu mà lấy 10 năm con trở lên đó, thì cái gà 180 nó chỉ là 160 rồi. Dạ. Này nửa con anh, nửa con mình bán nhiêu anh? 100. 100 này là gà 200 chặt đôi. À dạ. Ở đây ngoài gà ra anh có bán vịt nữa các bạn. Vịt ở đây là mình vịt quay hay vịt nướng anh? Dịch quay Quảng Đông. Dạ một số hình ảnh như rồi á, kênh Hoàng Hồng Vlog chia sẻ đến quý vị và các bạn gà ổ muối ở 103 đường Hiệp Bình ha. Thôi thì bây giờ thì mình sẽ kết thúc clip ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của mình. Hẹn các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye.